Dự án khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen, công ty Hoa Sen, dù chỉ mới được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấp phép xây dựng một công trình với 6 hạng mục, thực tế Đại Tùng Lâm Hoa Sen đã xây dựng nhiều công trình với khoảng 30 hạng mục kiên cố bao gồm đường xá, nhà ở và một số công trình khác. Đáng nói dự án này không chỉ xây dựng trên diện tích đất có quyền sở hữu của mình, thửa 178, tờ bản đồ số 5, mà còn xây dựng lên trên cả phần đất của bà Nguyễn Thị Tương, thửa 200, tờ bản đồ số 12. Hiện bà Tương đang yêu cầu Đại Tùng Lâm Hoa Sen phải tháo dỡ các công trình hoàn trả nguyên trạng. Ghi nhận trên hai thửa đất 178 của công ty Hoa Sen và 200 của bà Nguyễn Thị Tương đã trở thành một công trường lớn, rầm rộ các máy móc thi công công suất lớn, làm việc liên tục đường vẫn tiếp tục được mở đất đai vẫn tiếp tục bị san gạt dù đây đều là những công trình nằm ngoài giấy phép do sở xây dựng tỉnh lâm đồng cấp cũng như quy hoạch không gian kiến trúc do ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng phê duyệt đáng nói một số công trình xâm phạm vào hành lang suối thậm chí lấn hẳn ra lòng suối Dự án Đại tung Lâm Hoa Sen, tên trong giấy chứng nhận đầu tư là dự án quản lý bảo vệ rừng, trong rừng, kết hợp du lịch sinh thái, bơ non lưu có tổng vốn đầu tư gần 590 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích mặt đất, mặt nước hơn 567 hecta trong đó diện tích khu vực 1 gần 428 hecta gồm đất có rừng hơn 361 hecta và đất nông nghiệp hơn 66 hecta Luật sư Lê Văn Thiệp, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, cách xử lý sai phạm hành chính của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng không đúng. Việc xử lý sai phạm trong lĩnh vực xây dựng khi phát hiện cần được tiến hành ngay, nếu chưa xử phạt, cưỡng chế tháo dỡ thì ít nhất phải ngăn chặn khẩn cấp, còn các tranh chấp dân sự giữa hai bên thuộc về một nội dung khác. Việc nhập nhèm thế này có thể khiến dư luận xã hội hiểu cơ quan chức năng cố tình mượn cớ để làm ngơ cho hoạt động xây dựng trái phép tiếp diễn.